Nhà mình ở đây là có 4 cái nồi tráng chị nhỉ? Vâng ạ, 4 nồi ạ. Nhà em thứ 7 chủ nhật 6 nồi cơ, 3 người tráng cơ. Em thấy chật như thế này thì 2 nồi nữa sẽ ngồi ở đâu? À, ngồi trong nhà. Vâng ạ, ngồi trong nhà. À, đây là lạp xưởng hả chú? Vâng. Ai ăn lạp xưởng ấy thì người ta đặt thêm vào. Gọi đặc biệt đấy. Vâng. Nướng là ngon nhất. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Hà Nội Food. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một quán bánh cuốn cực kỳ là nổi tiếng ở Hà Nội mà đã quá quen thuộc rồi. Quán bánh cuốn này người ta bán rất là lâu năm rồi các bạn ạ. Mình nhớ không nhầm nó loanh quanh đâu đó khoảng 40 năm và là quán gia truyền. Ngày xưa thì mẹ làm, sau đấy bây giờ thì truyền lại cho các con. Ăn rất là ngon luôn các bạn. Ngoài ra có một điều lưu ý là quán này đã được cái đề xuất của Michelin Guide là một trong những cái đề xuất rất là có giá trị trên thế giới để cho các cái du khách thập phương trên thế giới người ta đi tham quan ở Việt Nam thì người ta đến đây người ta ăn. Thật ra là rất là uy tín luôn các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái hình ảnh của quán bánh cuốn này các bạn nhé. Mình giới thiệu là quán bánh cuốn này là bánh cuốn Bà Xuân ở 16 Dốc Hòe Nhai. Các bạn ạ, thì nhà cô ở đây là có mấy chị em. Buổi sáng thì cô ở đây bán, còn buổi chiều thì một cô nữa, người cũng đậm đậm hơn bán ấy. Bên này thì có quán nước luôn, bạn nào mà uống nước chè, nước chiếc các thứ thì có ở đây. Cô cho cháu cốc trà đá nhá. Cô bán trà đá đây là cũng là gia đình mình luôn. À, cũng chị em ruột luôn à? Thế nhà mình là có mấy anh chị em hả cô? Đông lắm, chắc cũng được 7 con thôi chú ạ. Thế cô là thứ mấy? Chị là thứ 5. Thứ 5? Thế còn cô đây là thứ mấy? Chị thấy là thứ 3. Thứ 3? Ừ. Thế cô Anh là thứ mấy? Cô Anh là thứ 4. Đấy, cô bé béo là đến thứ 4 đấy. Vâng. Mấy chị em là coi như ngày xưa bố mẹ mở là mở luôn theo luôn. Rất là thật luôn, cùng nhau đấy. Thế là cô là chuyên trách nước. Cô bán nước từ sáng đến tối chứ? Cũng theo các chị thôi, chị bán lúc nào mình bán xong rồi nghỉ. Nóng quá các bạn ạ. Đấy, quán bây giờ thì người ta bắt đầu người ta đông rồi đấy các bạn. Giờ khoảng 7 giờ hơn rồi. Đấy, quán đông nghịt luôn. Thế còn khoảng 7 rưỡi rồi. Còn quán bây giờ đông nghịt luôn. Của nhà cốc trà đá mát quá các bạn. Ngoài này này. Hôm nay thời tiết thì nó cũng mát hơn mọi hôm đấy. Nhà đứng đây một tí người cũng nóng. Đây vừa có khách nước ngoài này, vừa có khách nhà du lịch Việt Nam này. Và nói chung là quán này cũng nổi tiếng giống như là quán phở Tín các bạn. Thế nên là khách hỗn hợp lắm. Không chỉ là ở đây đâu. Một ngày bán thì rất đông. Buổi sáng bán đã trên 500 suất rồi. Còn buổi chiều nữa. Được cái là đây thì cũng gần phố cổ ấy các bạn. Đây cũng gọi là phố cổ rồi. Nhưng mà cách trung tâm chỉ còn tầm vào trong nhà ngồi đi. Một cây số thôi, đi theo hướng này. Vào trong nhà đi bác, chỗ này là hơi ra đấy, nóng hơi nóng đấy. Đằng bên này là ra đê Yên Phụ này. Đây có quán phở Lộc gì đấy. Đầu kia thì là phố Nguyễn Trường Tộ đấy. Giáp với cả Nguyễn Trường Tộ. Đây là dốc Hàng Than các bạn nhé. Địa chỉ là 16 Dốc Hòe Nhai. Ủa, chỉ cả đơn nhanh thế nhỉ? Cũng bình thường, ngày nào cũng cắt nó quen rồi. Vâng. Không cần thớt luôn nhỉ? Cắt ớt là buổi sáng phục vụ mọi người ăn uống. Vâng. Thì cắt này là dao nó phải sắc lắm này đúng không? Đúng rồi, dao phải sắc, nát ớt nhìn nó mới ngon. Không sắc là nó sẽ bị dính lại, nó không cắt được. Kinh nhỉ? Cắt nhanh như máy luôn nhỉ? Ngay thì cần thì phải mua máy đấy nhỉ? Ớt này cắt nóng đơn giản mà có gì đâu. Mình như cắt hết chỗ này hết bao nhiêu phút? Cũng không căn được thời gian đó, 10 phút, 15 phút thôi. Mấy phút, nói chung là mấy phút, 10 15 phút. 10 15 phút hết cái túi này luôn đấy ạ? Không, cắt đủ số lượng mình dùng thôi, 10 phút thôi. Đây chỗ này chỉ cắt hết đây hả? Dạ vâng ạ, mới cắt xong. Đấy, chị cắt rất là nhanh, là chuyên gia cắt ớt của quán bánh cuốn Bà Xuân. Vâng. Cái mẻ này không nhiều lắm chị nhỉ? Ngày chắc phải nhiều mẻ này đúng không? Đúng rồi ạ. 3 mẻ, 4 mẻ, tùy ạ. Vâng. Một ngày chỉ làm 4 mẻ này. Vâng. À đây là buổi sáng đấy chứ, đúng không? Đây là chuyên gia sáng không? Không liên quan đến ca chiều đâu. Đúng rồi. Vì ca chiều thì lại là cô một cô khác.
Còn ca sáng thì lại làm một cô hai, khác. Vâng, hai chị em. Vâng. Thế buổi chiều chị có làm cho cô em không? Chiều không. Chiều là người khác làm một bộ nhân viên khác à? Vâng. Hai người khác. Còn sáng là em với bạn kia. À, vâng. Thì lại là chị cho gia vị hết rồi đúng không? Đúng rồi. Nước mắm, nước trứng. Vâng. Một xanh. Thịt này mà chị có cơm trắng đây là đói đói là ăn cũng hơi bị ngon đấy nhỉ, đúng không? Đấy, em rất thích ăn cái thịt này là cơm trắng, nó hơi có tí mắm một tí. Đúng rồi ạ. Ăn lúc mà xào xong ăn rất là thơm luôn. Đấy, bây giờ người đã thấy mùi thơm này, ngỡ là nước miếng rồi đấy. Chuyên gia đảo thịt quán bà Xuân. Bây giờ là con cháu bà Xuân bán con gà. Con gái. Bán mất rồi. Mất phải đến chục năm rồi. À, đúng rồi. Cháu đã bán gì nhỉ? Cháu chưa đúng không? Chỉ hai con gái thôi. Con gái bán đấy. Cháu bà bây giờ cũng phải lớn lắm rồi nhỉ? Ấy lớn hết rồi ạ. Các con của cô lập gia đình hết gần hết rồi. Vâng. Thỉnh thoảng ra hỗ trợ thì đúng không? Có. Vẫn là các con cô vẫn chiều vẫn sáng vẫn lên bán hàng mà. Các bạn hãy cầm quả lên nhá. Ngay chưa dậy chưa dậy chưa Huyền đi. Ừ. Cầm đi. Đấy, giờ chị cho Mùng Nhĩ vào. Chỉ Mùng Nhĩ thôi à? Không có lấm đâu ạ. Giờ chờ chín Mùng Nhĩ nữa là xong thì nhỉ? Tí nữa là dự báo là mưa to đấy nhé chị nhá. Dự báo. Vâng, tí nữa dự báo mưa to đấy, đảo nhanh nên không tí nữa không có chỗ đảo chết. À có ô à, tí nữa răng ô lên ạ. Có mưa thì phải có à. Tất cả ô mà. Mấy lồi này? Ba bốn lồi này. Bốn lồi nhìn giống này. Vâng. Thế chắc được khoảng 500 khách nhỉ. Để hơn chị ạ. Để hơn 500 sao được ạ. Bây giờ không thể nào đến được khách đâu anh ơi. Mà một buổi sáng đấy chị nhỉ. Vâng, buổi sáng sáng thì quay cảnh đi. Ơ thế bọn em là người Sài Gòn à? Dạ. Thế bọn em đến đây công tác hay là đi chơi? Dạ. Hôm nay ngày mấy rồi? Hôm nay ngày thứ hai à? Hà Nội đẹp không em? Đẹp. Ba suất ạ, ba người. À, ba suất là chắc cũng chỉ hai túi một túi thôi đúng không? Chả này cô hấp nguyên cả miếng to này luôn. Ừ, hấp lẻ. Tại người ta làm buổi sáng này là mình phải hấp qua cho nó ngon cái chả. Chả là của nhà Ước Lễ. Giò chả Ước Lễ đúng không? Dân ở Ước Lễ nhưng mà người ta ra Hà Nội là người ta sinh sống. Giờ vâng. Người ta làm cái nghề này chứ không phải ở vào trong làng. Vâng. Bây giờ mình hấp chả cái này là phải bỏ đi. Dính. Cái đầu tiên là cái bỏ đi đúng không ạ? Kiểu mình tráng cái lớp đầu tiên này để qua ngày nó cũng không. À, mình hấp chả trước thì mỡ hết rồi ra. Bây giờ có vẻ là đông hơn trước rồi đúng không cô? Ừ, đông hơn cả ngày trước. Mấy năm nay là cô là ấy là kênh của người nước ngoài đấy. Người ta đưa vào danh sách gợi ý. Danh sách.
năm ngoái, năm nay, 2 năm liền. À, thế là mình có trong danh sách từ năm ngoái à cô? Ừ, năm ngoái có rồi. Năm nay, năm ngoái người ta tổ chức ngoài này, năm nay thì người ta tổ chức ở trong Nam ấy. Vâng. Thế mình cũng không vào trong đấy được. Cái danh sách mà cô nói đấy là cái danh sách nhà Michelin Guide. Ừ. Chắc là nói thì nhiều bạn cũng biết rồi, đây là một cái gợi ý rất là nổi tiếng từ cái trong bên Sài Gòn, một cái bên người ta đánh giá về ẩm thực quốc tế. Trong Sài Gòn. Đây như cô treo trên này đúng không? Ừ, đấy là treo đây, còn đây năm treo nay Michelin thì, Guide năm này nay cô chưa treo được vì năm nay người ta lại không cho cái biển mỏng mỏng như này đâu, mà người ta đưa hẳn một cái miền dày. À, nó còn có một cái nữa đúng không cô? Cái kia là cái Pháp Mica. Vâng. Còn cái này đây năm nay thì người ta chỉ cho mỗi cái phóc mica thôi. Vâng. Còn người ta không cho cái này. Năm nay chỉ có một miếng thôi nhưng mà nhà cô chưa bỏ rồi. À, mỗi được. Năm là người ta lại phát lại một lần. Ừ, mỗi năm. Người ta bình chọn, tức là không phải thí dụ năm nay mình được cái sang năm người ta bình chọn mà mình không được thì cũng không có chứ. Rồi đúng đấy, rồi. Dạng do người ta bình chọn chứ mình cũng chả muốn cái được. Này. Cái biển này mà theo năm đúng không cô? Ừ. Cái năm 1. Năm 1 đấy. Thế năm ngoái nhà cô được thì năm nay nhà cô cũng được mà. Vâng. À, năm nay nhà cô chưa ấy ra. Ờ, đưa cái thìa cho cô cái. Cô ơi, cô bảo cô tên là gì cháu quên nhỉ? Cô tên là Lan. À, cô Lan, đúng rồi. Gọi Lan. Cô Lan là chị, còn một cô nữa thì tên là cô Oanh. Cô Oanh là cô em. Hai cô Oanh thì bán buổi chiều. Ờ, hai cô thanh nhau. Hai chị em cô là gia truyền lại cái quán của bà Xuân ngày xưa. Bà cháu là cũng mất lâu rồi cô nhỉ? Ừ, bố mẹ cô mất hết rồi. Cả hai cụ rồi mất rồi. Ngày là ngày của hai cụ ông. Mẹ cô thì mất tầm độ hơn 15 nay. Nhà cô là thế hệ thứ hai này. Thế hệ thứ ba có tham gia bán hàng không cô? Con cô á, chưa biết được bởi vì... nói thật với chú bây giờ, cái nghề này nó vất vả. Chú ạ. Thanh Liên bây giờ là nó thích nhàn hạ hơn, đi làm công sở công siếc nó nhàn biết các thứ. Vâng. Thế này cái thủ công nó vất vả lắm. Vâng. Này này. Cô thanh vào. Ừ. Cái bánh cuốn của cô nhìn nó còn hơi có một cái màu đục đục này. Chứ nó không phải là cái màu trắng tinh các bạn ạ. Cái này nguyên chất luôn. Vâng. Nhà cô cứ làm nào gạo ra là nhà cô xay luôn như thế. Ừ. Không pha phách, không tẩy riết gì cho nó trắng gì cả. À, đây là lạp xưởng hả chú? Vâng. Ai ăn lạp xưởng? Ấy thì người ta đặt thêm vào. Gọi đặc biệt đấy. Vâng. Nướng là ngon nhất. Được rồi, có cái gì mất bớt chất đâu anh? Không. Này chú luộc có lâu không? Nhanh rồi ạ, thôi một lúc là lắp ra. À, cái lạp sườn này là loại gì ạ chú? Đây là ba chị. Cái loại này nổi tiếng đấy đúng không chú? Trong Sài Gòn. Cái này mình phải đặt trước. Chú luộc lên tí là nó đục đục lại nhỉ? Nó có tiếng màu, nó vẫn nguyên. Ờ. Thôi, làm hai trứng tái nhá. Ờ. Người ta ăn một cái bánh, hai trứng tái, để bánh cho con 20.000 bánh. Hai cô kia là một bánh. Một bánh hai trứng tái. Ừ. Nhà mình có định mở rộng ra để cho nhiều khách hàng người ta đến được nhiều hơn không cô? Nhà cô nói chung là bây giờ các em nó cũng khó, nó chưa công việc của nó. Bây giờ cô mà một mình cô nó này thì cũng không muốn. Vâng. Làm cũng có sức đây đông như này. Chú bảo bây giờ làm mở thêm cơ sở nữa có người tạm chú thời ạ. Cái diện tích bây giờ của mình nó vẫn cứ đáp ứng được gì cô? Thế một suất trung bình mà cô làm này là bây giờ là bao tiền hả cô? 30.000 một suất, 40.000, 50.000. Vâng, thấp nhất là 30.000 đúng không? Ờ, thấp nhất là 30.000 tùy theo khách người ta ăn nhé. Nhưng bình thường được người ta cứ ăn 30.000 thôi. Vâng. Đây cô làm trứng cho người ta. Ừ, cô tạo cái vành, cô đổ vào trứng cho nó đỡ tràn. Hỏi các cô ăn trứng như nào luôn đây. Cháu thấy tất cả các cô làm bánh cuốn nhá. Ừ. Không ai làm được cái nồi hấp thứ ba. Ừ.
Thế à? Là do không kịp hả cô? Không phải, tiện diện tích rất bé này thì cô để ra được. Ừ, chứ còn nếu mà diện tích rộng là để rộng thì thoải mái. Ừ. Ui giời, đã làm được thì có 10 lồi cũng làm được. là cái diện tích nhà cô này là bé chứ còn không có thì đây này đằng sau này phải cho ra đằng sau chứ nếu thêm một son nữa ở đây thì là sẽ cô chật nới quá. Cái ừ. Đây còn một bạn đằng sau nữa. Vâng. Chút nữa là đông khách là bạn ngồi chán. Rồi nữa. Tăng cường luôn. Ừ. Cô đi chẳng bánh đấy. Bánh nó chín hơn. Ngon vâng. Hơn. Đấy anh nhìn này. À. Cái này nó chám bằng hơi mà. Bằng nước mà bằng hơi mà. Vâng. Vâng. Này nướng chỉ để cho nó rộp cái phần bên ngoài đúng không chú? Cái này nó thơm hơn là hấp, mình hấp nó không thơm bằng cái này. Vâng. Mình nướng này thì nó thơm hơn. Nghe vẻ này là đã xong rồi đấy đúng không? Chưa. Phải đợi lúc cầm tiền cho nướng đều lên đi ạ. À ừ, ừ. Xuân hôm nay lại ăn lạt sườn à? Nhìn hấp dẫn. Thiếu lạt sườn à? Nhà ta có nhưng ta đéo hấp được. Nó nhanh mà, cũng nhanh. Đéo luộc rồi. Nướng lạt sườn ngon phải hấp, luộc. Luộc không hấp thì ngon. Ừ, nó mới mềm thịt mới ra. Mềm thịt nó, đây là người ta làm thịt sống. Thế mình muốn ngon thì mình phải hấp, luộc qua đi xong rồi mình có lại có chuyên gia nướng lạt sườn. Chuyên gia nướng lạt sườn. Vừa mình nướng xong này mà ăn ngay này nhất rồi. Đấy. Cái gì cũng phải tại chỗ luôn. Vâng. Cái lạp sườn này là mình bán bao nhiêu tiền một cái này? Mỡ nó chảy ra nó bùng lửa. Xuân là hết rồi à? Càng đều càng tốt. Đây còn một cái đây càng nữa đưa lốc cho bà già. Kiếp, thế làm cả ngày à? Đâu? Cô mấy cô mà bán hàng phở gì? Phở. Thế này ở mua cho oxy nào? Có làm cho đền nè. À. Nó làm cỗ đền nè. Đi làm quay cảnh ăn bánh mì á. Ờ, xin đây đi. Hôm nay các chú phóng viên, các chú quay phim du Tây Búc. Nhà mình ở đây là có bốn cái nồi tráng chị nhỉ? Vâng ạ, ai tráng rồi ạ? Lúc nào mà đông khách là chị ở trong là chị tăng cường đấy đúng không? Vâng ạ. Có lúc nào mà không kịp không chị? Bốn nồi vừa nhà em thứ bảy chủ nhật 6 nồi cơ, 3 người tráng cơ nhưng vẫn không. Em thấy chật như thế này thì hai nồi nữa sẽ ngồi đâu? Ngồi trong nhà. Vâng ạ, ngồi trong nhà. Nhưng mà chỉ có thứ bảy chủ nhật nó đông quá thì tăng cường thêm 2 nồi nữa là 6 rồi. Rồi cứ ngồi đại tráng một chút ạ. Ừ, nhà cô có con chó to nhỉ? Con này được 7-8 tuổi chưa cô? Ờ, đấy nó phải tầm thế rồi đấy. Nó cũng nhiều tuổi rồi đấy. Nhìn có vẻ cũng già già rồi đấy. Ừ, nó là chó mán đấy. Người ta gọi là chó Bắc Hà. À. Nó khôn đấy. Nó chả đi đâu à. Dạ. Không như chó cảnh cái mà thả này thì nó chạy khắp. Vâng. Nó lành. Đây là nằm đây là bám cô đây đúng không? Nó lành ấy. Hay là thích nằm gần nó chỉ thích bán. Cái này. Ừ. Nó thích làm gần gũi với người chứ không phải là bám. Chị cứ cho vào thoải mái chị. Rồi em xin. Chị gái vất vả nhất nhà.
thế mà không cho. Đây đúng kiểu là mình thưởng thức là cả cái hương vị của nước mắm nguyên bản. Anh cảm thấy người ta pha nhạt, đi này, cũng cho một chút đường vào. Đường hoặc chính gì đấy nó còn ngọt. Thế đây cũng là một cái nước chấm nó cực kỳ là đặc biệt ở Hà Nội đấy các bạn. Hầu hết là các nhà sẽ cân đối là đường này, giấm này, cân đối hai cái đấy và nó sẽ là cái hương vị gần như là chính, cân đối với cả mắm nữa. Nhưng mà ở đây là cái hương vị lại nổi trội lên là cái hương vị của mắm. Nước mắm. Hương vị nước mắm mà pha loãng, thêm một chút đường và nó hơi gọi là hơi phơn phớt ngọt thôi. Chứ nó không phải là nó đẩy cái độ ngọt lên. Nhưng quan trọng là cái này nằm ở độ ngon ở nước mắm anh ạ. Nước mắm nó thơm và người ta đã được xử lý để nó không còn cái hương vị nó khó chịu của mắm ấy. Mình không biết mọi người như nào chứ cậu như nào anh biết, nhưng mà đồ chấm mà ngon thì anh nghĩ là ở cái phần lớn quyết định là cái chỗ 50-60% là cái chỗ nước chấm. Nước mắm là linh hồn của Tuấn, là đồ chấm linh hồn này. Đây các bạn này, mình gọi cái này 20.000 cho một cái lạp xưởng này. Lạp xưởng này là người ta vừa mới nướng xong, anh ăn lúc này là sẽ thơm nhất này. Mời các bạn nhá, đây là lạp xưởng này. Vừa nướng xong cháy đều này. Đây là quán người ta luộc qua, nướng, chứ nếu mà nướng mà không luộc thì nó sẽ rất là khô. Nó rất là khô, ăn nó cứng, để một lúc là nó bắt đầu nó teo, săn lại ăn khó ăn lắm. Ăn vẫn còn rất là béo mà em xin. Ngon nhỉ. Cô ơi, đĩa này của cháu là 50 đúng không? À 40, xong thêm trứng nữa thì là 50. Đấy, 40 là có chả này, có chả quế này, với cả chả mỡ này các bạn này. Đây, cái này 10.000 này các bạn này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cho tí ớt rồi. Cay lắm. Chứ phải làm tí ớt. Cay lắm. Ớt cái gì? Anh Hiền, anh quảng cáo, anh bảo cho một tí vào mà nó cay xè đấy. Thôi, mình cứ cho một tí thôi. Tí nữa xong mình lại cho thêm. Hàng tí, hàng tiêu. Oh, anh ăn là tiêu không? Có vớt cho anh tí, nếu nhiều quá vớt cho anh xong này đi. Không, không sao đâu. Để cho anh tí không thôi. Tí. Ôi trời. Đấy. Cái này là cái lỗ to. Đây của bác Hiền đây. Đấy. Thôi, em mời bác Hiền nhá, mời cả nhà mời... nhá. Mình mời cả nhà. Đấy. Bánh cuốn đây. Cày. Cái này nó gì nhất? Bánh này rất là mềm luôn. Mềm rất là sướng, mềm dai dai. Thực ra không phải là dai đâu, mềm này là mềm không dai thì đúng hơn. Nó dẻo thì cho mình cảm thấy nó dai, nó dẻo. Ăn thích lắm. Cái nhân bánh cuốn này người ta làm cái gia vị nó rất là đơn giản thôi. Nó hơi đậm đậm, giòn giòn, mộc nhĩ, không có nấm hương. Xong chấm với cả cái nước mắm này, ừ, nó dính với nhau này, nó dẻo, nó dính với nhau này. Mời các bạn nha. Cái hành nó phi nó cũng giòn đúng không? Em rất thích cái nước chấm này rồi. Nước chấm này ăn rất là dễ ăn. Cực kỳ dễ ăn luôn. Ngon. Nước chấm nó không kiểu bị chua chua, không kiểu bị nó ngọt ngọt ấy các bạn. Nước chấm này nó thiên về ngọt, thiên về là cái vị của mắm, nhưng mà mắm rất là thơm, nó nhàn nhạt thôi, nó không phải là đậm đâu. Đường thì phớt phớt thôi, gần như mình không cảm thấy bị ngấy đường. Mình cuốn dẻo đấy, rất ngon, ngon. Ăn quả lạp xưởng. Người ta làm không có gì phức tạp cả, người ta luộc qua. Là cái luộc này nó rất là quan trọng các bạn. Ăn vào cái phần bên ngoài nó giòn tan, thơm. Bên trong béo béo, không rắn. Ăn nó mềm mềm. Bây giờ anh em mình ăn trứng nhỉ? Trứng này lạ nhỉ? Nó cho là nhân gì vậy cậu nhỉ? Người ta vẫn cho nhân của bánh cuốn ấy nhỉ? Bánh cuốn à? Vẫn cho nhân của bánh cuốn. Đây là đầu tiên đó. Ăn cái nước này húp được luôn đi các bạn. Ngon nhỉ? Ngon không? Độc lạ, ngon.
nước chấm rất đơn giản thôi nhưng mà thực ngon. Sự là mình thấy rất ngon luôn. Nhưng mà anh cảm giác như cái cửa hàng bánh cuốn này nó dẻo, chứ nó không một số khác cảm giác so với cái này nó mở hơn một chút đúng không? Cái này nó dẻo quánh lên, đâm ra gấp lên. Rất mềm. Nhưng mà đúng là có nhận nó độ dẻo của bánh cuốn ở đây khác, khác những chỗ khác. Dẻo. Chỗ khác nó cảm giác vẫn bột bột. Bột. Nhưng đây nó dẻo hơn. À, nó dẻo. Mình anh bảo cay nhưng mà ừ. Em à anh cho ớt nhiều hơn em. Em cho đâu có nhiều bằng anh đâu. Miếng ớt. Ăn thấy miếng ớt cay quá. Tránh nha, hoặc là bác vớt ra đi. Đây đúng là ớt thật. Đây đúng mới gọi là ớt đúng không? Cái đồ để ớt này tên nó là gì mà cay, tưởng xanh xanh không cay hoặc là cay xé lưỡi. Ừ. Cái nước này bác ăn bác phải hút không ạ? Ngon. Các bạn nhìn thấy mình hút như thế này này. Hút vào mà cảm giác như là không thấy mặn. Kiểu như vậy. Cái vị của nó nhẹ nhàng thôi. Không có chua nhỉ? Không có chua. Không có chua đâu. Mặn của mắm và hơi xíu của đường thôi. Hành phi nó giòn, đúng không? Ừ. Hành phi ăn rất là thơm giòn. Những chỗ khác ăn thì cảm giác nó đều ưu đây còn giòn tan. Ăn này rất là ngon. Chúng ta ăn nhiều cái này thì béo đấy bác. Các bạn nhìn mỡ nó đông đọng. Ý. Các bạn nhá. À, cái bánh này ăn nó rất là dẻo đấy các bạn. Bánh rất là mềm, chả mỡ với cả chả quế ở đây mình ăn mình thấy ok, chất lượng cũng nói chung là cũng hàng đầu. Vừa phải, lượng mỡ vừa phải mà ăn nó không bị khô, ăn vẫn có cái độ béo của mỡ. Kể cả chả quế cũng thấy ăn nó không nhiều. Nói chung là vẫn rất vừa phải mà ăn lại thơm. Đặc biệt là nước chấm, mình cân nhắc cái nước chấm ở đây. Đấy các bạn ạ, quả bánh cuốn này thì ăn rất là ngon. Mình thấy là cái nước chấm ở đây nó ngon nằm ở cái sự đơn giản. Nước chấm ở đây thì người ta chủ yếu là người ta nhấn vào cái hương vị của mắm thôi. Mắm nhạt nhạt cộng thêm phớt phớt một chút cái hương vị ngọt thôi. Nó gọi là thoáng qua thôi chứ không phải là ngọt mà mình cảm nhận nó sâu sắc gì cả. Đấy còn các cái đồ ở đây ví dụ như bánh cuốn mình ăn mình thấy rất là mềm. Ăn mềm, ngon, nhân bên trong thì cơ bản thôi. Hơi giòn giòn, tí có mộc nhĩ. Đó, còn giò, hai loại chả thì ăn cũng rất là ngon. Nó có cái độ béo nhưng mà nó lại không có nhiều mỡ. Cũng không ít mỡ quá. Nói chung mình thấy ăn rất là vừa phải. Cái món lạp xưởng đây ăn rất là ngon luôn các bạn. Bên ngoài thì nó giòn giòn, nó thơm thơm. Mà bên trong thì ăn nó không khô, không cứng. Bởi vì người ta đã luộc qua rồi. Tóm lại thì mình thấy đây là một trong những con bánh cuốn ăn phải gọi là rất là ngon. Giá cả thì mình thấy cũng phải chăng thôi. Thực ra từ 30.000 cho đến 50.000 mình thấy là rất là vừa phải đấy các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.